đồ dân tộc Thái. Từ sau năm 1945, huyện Con Cuông được tách ra từ huyện Tương Dương, có các dân tộc cùng sinh sống cùng nhau, trong đó dân tộc Thái chiếm đa số, bao gồm hai nhóm Thái Tài Thanh và Tài Mường, người Kinh hay còn gọi là Phú Buôn. Trang phục trước năm 1945 của người phụ nữ có những hoa văn rất sặc sỡ, trong tiếng Thái gọi là áo cóm, sữa cóm. Váy của người phụ nữ có 3 phần. Phần cặp váy thường được làm bằng màu trắng, thân váy màu đen được lượm chàm. Chân váy có 3 phần, thân váy có sọc ngang, xanh, đỏ, tím, vàng, hay còn gọi là xìu, xét, lanh, lương. Phần chân có 3-5 sọc cùng màu, ở giữa là thêu các hoa văn của vũ trụ, chim, muông, thú, hay các loại hoa văn có hình mặt trời gọi là tăng nền, hoa văn trăng gọi là bươn sao, thắt lưng màu đỏ. Khăn đội đầu màu đen gọi là khăn vua, thường được thêu cho cô dâu chú rể khi có cưới hỏi. Trong ngày đầu cắm đôi cho người phụ nữ về nhà chồng, phụ nữ thường dùng túi may hay còn gọi là thơm để dùng cất chữ trầu cao đưa tiền. Từ sau năm 1945 đến năm 1965 thì có xuất hiện áo cách giống như áo cóm, nhưng có hai túi bên, có cổ quét và cổ trái tim. Vòng cổ đối với người phụ nữ chuẩn bị lập gia đình và xuất giá về nhà chồng thì phải đeo hai vòng bằng bạc hoặc nhôm, kể cả vòng tay cũng phải đeo đôi. Người đàn ông mặc áo nhuộm chàm, cổ tròn có 3 túi, bao gồm 1 túi trên và 2 túi dưới. Túi trên áo nam cần để đựng thuốc lá cây và ống bật lửa để người đàn ông tiện sử dụng trong việc đi nương, đi rẫy. Còn 2 túi dưới dùng để đựng hoa quả mà người đàn ông thường hái lượm được. Ống tay dài đến cổ tay, quần đùng què ống rộng, màu chàm hoặc màu nâu. Người đàn ông nam có thắt lưng. Sau giải phóng có sự giao thoa giữa các vùng miền nên phối thêm một số màu trong quần áo, thường ưu tiên sọc ngang, màu xanh là chủ đạo. Người đàn ông Thái không mặc áo sọc dọc, cổ áo là bằng vải cứng, cổ cứng, còn cúc áo được làm bằng hạt cây cứng gọi là mặc bém, được thiết kế bằng hình con bướm. Nhóm Tài Thanh còn gọi là Man Thanh, khăn đội đầu được nhuộm tràn màu đen, loại có hoa văn được thêu chảy dài hoặc các hình tràm vuông chéo. Cánh khăn dùng trong ngày lễ Tết và các loại không theo được sử dụng ngày thường. Áo có hai loại, áo dài gọi là sứa luông được nhuộm đen và áo ngắn gọi là sứa cóm. Áo mặc vừa sát người, dáng ngắn, áo để lộ phần cạp váy. Váy có hai loại, loại không theo màu đen gọi là xín băng, váy theo gọi là xín xeo. Các hoa văn sọc dọc màu xanh, đỏ, tím, vàng, ưu tiên màu đỏ vàng từ đầu gối xuống đến chân váy, có theo 1-5 sọc. Từ năm 1965 trở về sau, người ta có thêm một viên chỉ đỏ gọi là tinh lanh